Thì cho nó tháo cái tượng lên rồi. Mình có cái cổng hay cứ như này có gì này nó không? Hay cứ thoải mái luôn. A few moments later. Thật sự thì có một cái vấn đề mà nó xuất hiện từ xưa đến giờ thì đó là vấn đề về sự riêng tư của cá nhân mỗi người ấy, không chỉ là nghệ sĩ. Thì lần này thì em với chị Ngọc muốn gửi tới quý vị khán giả một câu chuyện về đời tư của một người nghệ sĩ và một người doanh nhân. Thì em sẽ là vào vai doanh nhân, còn chị Ngọc sẽ vào vai một người nghệ sĩ, và em sẽ nói về cái sự khó chịu, những cái sự mà bất lợi của một người nghệ sĩ và một người có nhiều trọng trách ở trên mình, thì họ sẽ phải nhận những cái sự soi mói gì, nhận được những cái sự chỉ trích gì. Thì trong bài hát đấy em sẽ gửi quý vị khán giả. Thực hiện vũ đạo hay là hát ở trên cao thì đó chính là việc mình sẽ đứng ở trên một cái bàn nó rất là trơn. Thì cái mà em với chị Ngọc và các anh dancer đều sợ nhất đó chính là mình sẽ bị trượt ngã ở trên cái bàn đó. Thì cái mà để khó để cải thiện nhất đó chính là làm sao để mình đứng vững trên cái bàn đó, mình vẫn hát được, mình vẫn nhảy nhót, mình vẫn thực hiện những động tác vũ đạo cùng với dancer với cả chị Ngọc được. Thì đó là cái khó khăn nhất của mình. Nếu như mà một người nhìn vào mình thì sẽ thấy là lúc nào mình cũng tương tự, lúc nào cũng vui, nhưng mà thì mình vẫn còn một trạng thái, một sắc thái nữa, đó chính là sự bình tĩnh với cả sự trầm tư. Một sự bình tĩnh của một người ông thì mình vẫn có, tại vì cái đấy là mẹ mình dạy mình là lúc nào mình phải bình tĩnh. Thì để thành một người ông, để thành một người giàu có và ban người giàu có, thì cái khó nhất mà mình cần phải thử sức đó chính là diễn sao cho có sự bình tĩnh, có sự tinh tế của một người ông. Thì cái đấy là mình vẫn đang cải thiện rất là nhiều, và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.